Mình là khoa học gia thì Trinh Nguyễn. Hôm nay thì Trinh muốn nói về cái máy gọi là biophotonic scanner, hay còn gọi là cái máy đo chỉ số chống oxy hóa trong cơ thể con người chúng ta. Trước khi nói thêm chi tiết về cái máy thì Trinh muốn định nghĩa oxy hóa trước bằng một cái ví dụ. Ví dụ như trái táo, chúng ta cắt ra và chúng ta không làm gì với trái táo này thì vài tiếng đồng hồ sau trái táo này sẽ bị đen, là bởi vì cái trái táo này hấp thụ oxy, cho nên đưa tới vấn đề là oxy hóa. Nhưng nếu mà chúng ta cắt trái táo ra, thoa một lớp chanh ở trên cái táo này thì trái táo không bao giờ bị đen cả. Lý do là bởi vì lớp chanh là vitamin C. Vitamin C là dinh dưỡng có khả năng chống được oxy hóa, cho nên khi mà oxy nó dội vô cái trái táo thì nó sẽ bị cái lớp chanh này bảo vệ. Cho nên trái táo không bao giờ bị đen cả. Thì trái táo hấp thụ oxy, con người chúng ta cũng hấp thụ oxy. Cho nên oxy là con dao hai lưỡi, chúng ta hấp thụ oxy để sống, nhưng mà oxy cũng sẽ đưa tới oxy hóa. Dĩ nhiên con người chúng ta không bị đen giống như trái táo, nhưng mà con người chúng ta sẽ bị già là do tình trạng oxy hóa. Thế thì nếu thì Trinh hỏi các anh chị là hai người sinh ra cùng mẹ cùng cha, sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm thì họ hấp thụ oxy lượng giống nhau thì họ sẽ bị oxy hóa giống nhau, lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực tế ngoài đời không phải, là bởi vì hai người này có môi trường sống khác nhau. Ví dụ người A là ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, uống nhiều nước, rau củ quả, tập thể dục, không hút thuốc, không uống rượu. Còn người B thì làm ngược lại, thì cái người A này sẽ có cái nồng độ chống oxy hóa cao hơn, bởi vì tất cả những gì người A làm là cuộc sống lành mạnh, có khả năng trừ khử cái oxy hóa này, cho nên người A sẽ sống khỏe, vẫn sẽ già nhưng mà sẽ già chậm hơn. Còn người B sẽ bị oxy hóa nhiều hơn, độc tố nhiều hơn, cho nên sẽ già sớm hơn và thậm chí tệ hại hơn nữa, đưa tới bệnh tật nhồi máu cơ tim, đột quỵ, nhiều cái biến chứng khác nhau, thậm chí đưa tới cả ung thư. Vậy thì làm sao có thể đo được cái nồng độ chống oxy hóa trong cơ thể con người của mình? Có 3 cách. Cách thứ nhất là chúng ta đi thử máu, mất thời gian khoảng 2 tuần, tốn kém nhiều hơn. Cách thứ hai là chúng ta thử nước tiểu, cái này thì không có chính xác lắm. Cách thứ ba là chúng ta dùng cái máy gọi là biophotonic scanner để đo cái nồng độ chống oxy hóa của mình. Cái máy này dựa trên cái khoa học, có giải thưởng Nobel và về cái quang phổ, có nghĩa là có cái laser chiếu vào dưới da của mình. Khi mình để cái tay vào chiếu vào dưới da của mình sẽ đo cái chất chống oxy hóa gọi là carotenoid. Chất carotenoid mình tìm thấy trong rau củ quả, đó lý do tại sao chúng ta phải ăn rau củ quả hàng ngày. Ví dụ như là cà rốt, trái cà chua hay là trái gấc của mình nó có những chất carotenoid. Cho nên trong người chúng ta có nhiều chất này thì khi oxy mình hấp thụ sẽ bị những chất này đẩy ngược ra, cho nên con số sẽ cao. Cho nên khi mình đo con số mà mình bị dội ngược lại, và chúng ta có nhiều cái lớp này càng dày thì sự dội ngược càng cao thì con số mình càng cao. Cho nên số của mình cao là rất tốt, có nghĩa là khả năng chúng ta chống oxy hóa cao. Còn nếu mình không có những chất này trong cơ thể con người chúng ta thì nó sẽ đi xuyên luôn, nó không đo được, cho nên con số rất là thấp. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được cái chỉ số chống oxy hóa trả cao trong cơ thể con người chúng ta? Có nhiều cách. Cách đơn giản nhất là chúng ta phải có một cuộc sống lành mạnh, ngủ đúng giờ, ăn đủ chất, uống đủ nước, tập thể dục, dùng dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe và đặc biệt là ăn nhiều rau củ quả. Đó là cách bảo vệ tốt nhất mà chúng ta thường hay nghe nói hàng ngày, là cách mà chúng ta có thể bảo vệ và phòng bệnh. Điều này thì tất cả mọi người chúng ta đều biết cả, nhưng trên thực tế thì rất ít người làm được, là bởi vì cuộc sống đo đoan cơm áo gạo tiền, bận rộn mọi thứ, chúng ta không có đủ thời gian để mà chăm sóc sức khỏe của mình. Cho nên thì Trinh thường hay khuyên mọi người là hãy bảo vệ sức khỏe bằng cách là dùng thêm thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng có thể có khả năng hỗ trợ cho mình. Tin vui đó là cái sản phẩm gọi là Elogut có khả năng làm được điều này, bảo vệ từ đầu tới chân, có khả năng chống được oxy hóa. Đó lý do tại sao chúng ta dùng một thời gian và chúng ta thấy trẻ trở lại, và chúng ta cũng có thể đo được cái chỉ số, bởi vì trong đây có chất carotenoid, có đầy đủ chất dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe, có khả năng chống được oxy hóa. Cho nên chúng ta hãy lựa chọn đúng đắn để có thể biến sanh lão bệnh tử trở thành sanh lão mạnh tử.